Còn hơn một tháng nữa là Tết Nguyên Đán Giáp Thìn 2024, nhưng nhiều nơi ở Hà Nội, người dân đã mua được những cành mận trắng, mai trắng để chơi Tết sớm. Theo tìm hiểu của phóng viên báo Sài Gòn Giải Phóng, phần lớn những bó mơ, bó mận này được vận chuyển từ khu vực Tây Bắc của Bắc Bộ xuống Hà Nội để đón lõng thị trường Tết. Ở khu vực Tây Bắc, hiện nay, nhiều nơi như Lào Cai, Yên Bái, Điện Biên, Lai Châu, Hà Giang, Hòa Bình đều có trồng đào, trồng mận, nhưng thủ phủ của đào, mai, lê, mận phải là tỉnh Sơn La. Chị Lò Thị Việt, một đầu mối thu gom, cắt bán những bó mận sớm ở xã Chiền Đen, thành phố Sơn La, tỉnh Sơn La, cho biết do năm nay, thời tiết ở Sơn La hanh khô kéo dài, đã 3 tháng nay không mưa, nên hoa mận đã nở sớm và khoảng 1-2 tuần nữa là rất đẹp. Về thị trường tiêu thụ, theo chị Phí Thị Thảo, một đầu mối cung cấp ở xã Chiền Ngần, huyện Mai Sơn, tỉnh Sơn La, năm nay, giá cả vẫn như năm ngoái. Đầu vụ, giá mỗi bó 10 cành nhỏ là 20.000 đến 25.000 đồng một bó, còn cành to bằng ngón tay cái là 50.000 đồng một cành. 1-2 tuần nữa, giá mận trắng có thể rẻ hơn. Hàng ngày, các đầu mối thu gom như chị đi một vòng các xã để đặt vấn đề với các chủ vườn, các tỉa cành nhỏ, bó lại, đến đêm thì chở ra ven quốc lộ 6 chờ xe khách, xe tải gửi xuống Hà Nội, Hải Phòng, Hải Dương, Quảng Ninh. Khoảng 2 đến 3 năm nay, một lượng lớn cành mận nhỏ được gửi qua đường bưu điện vào tận thành phố Hồ Chí Minh. Bởi, nhiều bạn trẻ ở thành phố Hồ Chí Minh thích sưu tầm những loại hoa lạ, mang không khí Tết của miền Bắc. Hoa mận tươi lâu, ủ được cả tuần, chơi được cả tháng nên có thể gửi đi nhiều nơi dễ dàng.